Mời em gái vô. Rồi bước lên cái thềm nha. Được chưa? Ok, đẹp rồi. Mời bạn trai hãy mở mặt nạ của mình ra. Rồi, đẹp trai ha, được. Trai xinh gái đẹp. Rồi, xin mời hai bạn bắt đầu giới thiệu về bản thân của mình trước. Rồi, mời em. Dạ, em là Thanh, Nguyễn Đức Thanh. Năm nay 28 tuổi. Em làm nghề bán máy lạnh. Em sinh sống tại thành phố Vũng Tàu. Chỗ bán hàng đó, cái tiệm bán đó là của em hay của gia đình hay là em đi làm cho người ta? Dạ, em bán cho em. À, thì đó, thì người ta nói là chủ tiệm thì nói đại đi, trời ơi. Đi bán máy lạnh là tôi tưởng đâu là đi làm nhân viên bán máy lạnh nó khác. Còn ông chủ cái tiệm bán máy lạnh nó khác chứ. Yeah. Trời ơi, cái đó không phải là nổ, cái đó là có sao nói vậy người ơi. Rồi, mời em gái. Em tên là Thúy Vi. Năm nay em 29 tuổi, em đến từ Quảng Ngãi. Và hiện tại đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Hiện tại em đang công tác tại trung tâm y tế quận 3. Trung tâm y tế, làm về khâu nào? Em làm về công tác chuyên môn bên khoa an toàn thực phẩm á. À, là lớn hơn bạn trai này 1 tuổi. Có vấn đề gì không? À, nhỏ hơn nhưng mà chỉ cần chín chắn thì cũng được. Miễn là chín chắn được rồi, người ta ổn định sự nghiệp, ta làm ông chủ nhỏ nhỏ rồi đó. Nhìn bên ngoài là chị thấy hai bạn rất là xứng đôi. Đó, cái cảm giác đầu tiên là cái feeling của Tường là thấy là ok. Tùy hai bạn thôi nha. Có khi nào đi Vũng Tàu chơi không? Dạ có. Nè hả? Thí dụ bây giờ như mình hẹn hò với nhau đi thì bao lâu em sẽ thăm bạn nữ để mà đưa bạn ấy đi chơi để tìm hiểu nhau được một lần? À, em thì em nghĩ là một tháng thì có thể là một hai lần. Hiện tại em bán là có bận rộn lắm không? Em có như có người nhân viên phụ không? Dạ có chị, nó cũng tương đối là tốn nhiều thời gian trong công việc. Có mấy người phụ? 70-80 người. 70-80 người hả? Dạ. Rồi bán máy lạnh nhưng mà 70-80 người, trời ông này ghê lắm. Bán này kim đi lắp đặt nên là à, bán kim đi lắp đặt luôn. Chà, mùa này bán đắt ha, mùa này nóng ha, người ta mua máy lạnh nhiều à. À, chúc ông chủ làm ăn khấm khá nha. Điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Điểm mạnh của em đó là vui vẻ, hòa đồng, có trách nhiệm trong công việc. Còn điểm yếu của em thì em hơi khó tính. Khó là khó làm sao em? À, ví dụ như nếu mà ai mà làm mà không có đúng ý em thì em hay thể hiện ra mặt á, mặt em mặt lạnh. Mặt lạnh. Nhưng mà thẳng thắn vậy người ta biết mình giận người ta sẽ xin lỗi mình hoặc năn nỉ mình hoặc làm vừa lòng mình. Cái đó thì em cũng thấy, em chỉ biết thấy người ta thấy em giận thì người ta cũng lơ đi. Không thấy cô giận đừng có lơ nha. Chịu khó lầm chút xíu đừng có lơ nha. Yeah. Con này có vẻ cũng hơi khó chịu đây, hơi khó chịu đây, không sao cả. À, đó là khuyết điểm đó hả? Dạ. Có ưu điểm gì là vui vẻ hòa đồng? Chỉ là em có trách nhiệm trong công việc. Ví dụ như là cấp trên mà giao việc đó cho em thì em sẽ cố gắng hoàn thành. Ok. Còn em, điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Điểm mạnh thì thành ra là của em nó nằm ở trong công việc thôi. Còn điểm yếu thì em hơi bị lầy lội. Kiểu như em đùa nó cũng rất là nhây. Cái thứ hai là nói chuyện cũng ít có duyên lắm. Nên là chị em hay khen là được cái vô duyên. Mà biết vậy mà vẫn cứ thích nhây. Vui mà chị. Đẹp mà được cái vô duyên á, phải không? Chắc vậy gì. Nói chứ chị chưa thấy gì vô duyên. Nhiều khi nói thôi, bạn này có tính khiêm tốn. Cái tật xấu của em đó là hay quên. Kiểu như công việc, cái việc này việc kia nó nhiều quá. Ví dụ như mình có hứa với bạn mình hôm nay sẽ đưa đi chơi hoặc là kiểu vậy. Trời ơi, cô này cô hay giận lắm á. Em hứa với cổ mà em quên là chết luôn á. Em ưu tiên công việc nó nhiều hơn. Mà sau đó rồi có xin lỗi, có nào tìm tới, có bù đắp lại cho người ta không? Nếu bạn nó nhắc lại thì đắp gì, còn không thì thôi. Trời đất ơi. Rồi bây giờ muốn lấy vợ chưa? Dạ, cũng cái tuổi này em nghĩ là cũng hợp lý thôi chị. Muốn lấy vợ thì phải đầu tư vô một chút xíu. Giống như muốn làm ăn mà muốn có lời á thì phải đầu tư vô, đúng không? Dạ. Thì trong tình yêu cũng vậy. Muốn có được hạnh phúc thì cũng phải có đầu tư, không có gì ngồi khơi khơi mà tự nhiên nó tới đâu nha cưng nha. Yeah. Đặc biệt là chăm sóc phụ nữ khó lắm, khó hơn chăm sóc khách hàng nữa. Sau khi mà em nghe ảnh cái tật xấu của ảnh mà hay quên, mà quên hẹn hò với bạn gái luôn, em thấy sao? Quên thì em thấy là cũng hơi không được rồi. Em có thể sẵn sàng nhắc ảnh không? Vì ảnh lo sự nghiệp mà, cái tương lai cũng tốt cho hai đứa thôi. Ví dụ ảnh quên thì em nhắc ảnh được không? Dạ được. Được ha, mình không cần xét nét câu nệ mấy cái đó. Nhưng bạn gái nhắc thì mình phải nhớ cải thiện nha. Yeah. Em trải qua mấy mối tình rồi? 5 mối tình rồi chị. Mối tình nào mà sâu đậm nhất? Sâu đậm nhất là cái tình đầu của em cũng được 2 năm. 2 năm. Sâu đậm hơn cái sâu đậm nhất nữa, em gọi là sâu đậm đặc biệt đấy. Là cái mối tình vừa đây khoảng gần 1 năm, cũng gây được 2 năm chị. Lý do tại sao chia tay? Đa em nghĩ là lý do là tại do em thôi.
em thiếu quan tâm đến cái cảm xúc của người con gái mình. Ngay mà lo công việc không rồi không có quan tâm đến bạn gái đúng không? Vậy thì mình phải rút kinh nghiệm cho lần sau. Dạ. Giống như nãy chị nói rồi, một cái mối tình mới mình cũng phải bỏ thời gian chăm chút thì nó mới phát triển được. Đàn ông thì có sự nghiệp là rất tốt. Dạ. Nhưng mà ăn thua mỗi thời điểm thì mỗi cái giá trị cuộc sống nó khác nhau. Dạ. Khi mình ổn định cái sự nghiệp rồi, mình cũng phải nhín một chút cái thời gian để mình xây dựng cái hạnh phúc. Muốn đầu tư có lãi là phải đầu tư, phải bỏ vốn nha cưng. Dạ. Không có ngồi khơi khơi mà có lời được đâu. Em trải qua mấy mối tình rồi? Hiện tại thì em chưa có mối tình nào. Lý do tại sao? Thời sinh viên thì em chỉ lo học chứ em không có nghĩ đến chuyện yêu đương. Còn bây giờ đi làm á thì môi trường của bên em thì nữ nhiều hơn nam. Còn nếu mà có nam thì một là nhỏ tuổi hơn em, hai là có gia đình hết rồi. Có thể một phần là do em cũng hơi lười đi chơi. Trời ơi, một anh thì hay quên hẹn hò bạn gái, một cô lười đi chơi rồi làm sao? Vậy là chưa nắm tay ai bao giờ hả? Chưa hôn ai bao giờ hả? Chưa. Trời ơi, sao mà thiệt thòi dữ vậy, không biết sao cười. Cười chủm chỉm cái gì? Nghe cổ 29 tuổi mà chưa có một người bạn trai nào hết, em thấy sao? Em thấy em lợi. Lợi? Lợi gì không? Em được 4-5 lần rồi, bạn ấy chưa được. Em thấy em lợi. Em lợi, nhưng mà vậy phải trân trọng, phải quý người ta nha. Dạ. Không có ăn hiếp người ta nha. Dạ. Yêu thương là phải chân thành nha. Mẫu người mà em mong muốn là người như thế nào? Em vẫn nghĩ là mình luôn mong muốn tìm một người phụ nữ có một cái định kiến trong công việc nó rõ ràng, kiểu như là mình đam mê công việc đó và mình cố gắng theo đuổi công việc đó. Bạn ấy đảm đang chút, công dung ngôn hạnh ha, thiêu thùa nấu nướng á, phải không, chăm sóc con cái gia đình mới thương chút là được chị. Mình nghĩ mình có phải là mẫu người như vậy không? Em nghĩ chắc em chỉ đạt chắc khoảng 60% thôi à. 60% thôi. Nhưng mà em có phải là một cái người có sự quyết tâm và có cái lập trường trong cái công việc của mình, trong cái sự nghiệp của mình không? Em muốn như thế rồi em sẽ làm như thế, chứ em sẽ không có thay đổi theo ý kiến gì khác. Về ngoại hình? Là con gái là được rồi chị. Trời ơi, không lẽ tôi mai mối cho ông con trai? Em không có quá nhiều yêu cầu về ngoại hình, tương đối là dễ nhìn được rồi, răng miệng còn đầy đủ được rồi chị. Dạ. Ok rồi, tiêu chuẩn của em như thế nào? Em thích mẫu bạn trai là cao khoảng 1m7, không gia trưởng, không vũ phu, với lại có chí cầu tiến. Anh này thì rất cầu tiến rồi đó. Với lại em không thích con trai hút thuốc. Có hút thuốc không em? Chưa bao giờ chị. Chưa bao giờ. Có vũ phu không? Cái đó phải có vợ mình mới biết được chứ không chị? À, có khi đó giờ chưa bao giờ đánh phụ nữ. Em có đánh em gái một lần. Hôm nay em đi ghi hình với ai? Dạ, với em gái em luôn. Đang nhỏ bị đánh á hả? Dạ. Đánh mạnh không? Cũng mạnh đó chị. Đánh ở đâu? Đánh ở đâu đó chị. Lúc đó là em gái em bao nhiêu tuổi? 16 đó chị. Bị tội gì mà bị em đánh vô đầu? Hello cưng. Trời ơi, bị anh trai đánh mà bữa nay đưa anh trai đi kiếm bạn gái luôn hả? Dễ thương quá à. Sao đánh vô đầu không nhỏ vậy? Thì đó, nó nhỏ nó bướng đó chị. À. Dạ. Là chứ ngoài em gái là chưa bữa nay hết? Dạ, đánh nó lần rồi tới giờ không đánh lại ai. Không đánh lại. Rồi ok, 1, 2, 3, 4 chàng trai. Em hãy nhìn xem 4 chàng trai này ai là anh ấy. Rồi đưa hình của em chị coi. Của em hơi bị nhiều người. Cô ấy là ai? Cho ảnh một cái gợi ý đi em ơi, hình em đông người quá. À, cao trên 1m6, có đeo kính. Đây. Để coi. Trời ơi, gợi ý hay quá, có một tấm hình, có một mình cổ đeo kính à. Rồi bên đây chọn ra chưa? Đây đúng không chị? Đây hả? Ai cho cổ cái gợi ý đi. Em muốn nhận biết anh rất là dễ. Có một câu thôi, đó là mập. Nhìn này, phía bên. Em thích người mà bọn có ngoại hình như thế nào? Em chỉ cần cao hơn em thôi chứ mập ốm gì cũng được. Cao hơn thôi, mập ốm gì cũng được. Dạ. Mà tại sao nãy em chỉ vô cái anh giống như ốm nhách vậy? Tại em nghĩ chắc là em thấy bạn nó cao. À, là thấy bạn nó cao. Thôi được rồi, bây giờ chúng ta sẽ đón chờ xem. Và bây giờ mở cửa trái tim. Chào em. Sao mình đoán đúng không em? Đúng à, lần sau mới đúng nha. Nhờ anh nói mập mới đúng chứ không là đón cái anh đúng nhau lắm nhất rồi. Anh có cái
con heo này tặng em. Trời ơi, ông mập rồi ông tặng người ta con heo. Dạ, cảm ơn. Sao vậy, muốn bạn gái giống heo luôn hả? Học nó giống em chị ạ. Mỗi lần nhìn con heo là nghĩ tới anh là được. À, nhìn con heo là nhớ tới ảnh ha, rất là dễ thương. Và bây giờ thì chương trình sẽ mời hai bạn thưởng thức món cơm kim chi của nhà hàng Mr. Stick. Nhớ có cái điều gì cần trao đổi thì trao đổi hết để chúng ta có một cái quyết định đúng đắn ở cuối chương trình.